Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến với kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự hanh thông, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là tử vi tháng 12 âm lịch năm Quý Mão 2023 cho người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, lọ đổ chi nghiêu, đang khổ ngập đầu, bỗng gặp thời đổi vận, tiền tài như ý, được lộc bề trên, ăn nên làm ra, trúng số liên tiếp, đổi vận cực giàu có. Hé lộ chưa từng có về tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961, tháng 12 âm lịch, vượt lên vận hạn, vét cạn lộc trời, đổi đời ngoạn mục, cuối năm thu tiền tỷ về tay, giàu hơn trúng số. Kính thưa quý cô bác tuổi Tân Sửu thân mến, nhân sinh trong kiếp con người thật ngắn ngủi, mới đi có được vài bước thôi mà nhìn lại đã quá nửa đời người. Cuộc sống thì cứ luôn không ngừng thay đổi và biến động lên xuống thất thường, khiến cho con người ta phải loay hoay xoay mình, để uẩn mình sống theo cái gọi là thời thế, thế thời. Ai cũng mong muốn được bình an hạnh phúc bên gia đình người thân thương, ai cũng muốn được sống một cuộc sống trọn vẹn viên mãn và không cực khổ. Chính vì vậy mà việc biết trước được vận trình của mình trong tương lai sẽ ra sao là điều mong mỏi lớn nhất của tất cả mọi người cho một Tân Sửu nào đó. Nếu Tân Sửu có thể thay đổi một quyết định nào đó trong cuộc đời Tân Sửu, điều đó sẽ là gì, là lúc Tân Sửu lựa chọn công việc mới, hay là thời điểm Tân Sửu trong thành phố bạn sinh sống, lúc Tân Sửu quyết định đầu tư, hay khi Tân Sửu quyết định bỏ cuộc. Thực ra khi nghĩ sâu về câu hỏi quá nửa, Tân Sửu sẽ lựa chọn thay đổi những quyết định về việc gắn bó cuộc đời mình với một ai đó. Cái suy nghĩ cố hữu, nếu không gặp người đó cuộc đời mình có lẽ đã khác, nếu không hợp tác với người đó chắc mọi thứ đã không dở dang thế này, nếu không tin tưởng người đó chắc sẽ không có những nỗi niềm suy tư. Cái suy nghĩ này là suy nghĩ thưởng thức của nhân loại. Trong cái thời buổi hiện giờ, gặp một ai đó, tin một ai đó, yêu một ai đó, thương một ai đó, chân thành với một ai đó, rồi đổi lại những nỗi đau, những pha lật mặt nhanh hơn lật sách, những tình tiết nhiều khúc chiết lắm mỏi mệt, từ nhân tâm, nhân tính, thứ mà ta cứ ngỡ chỉ có trong phim ảnh tiểu thuyết dài mà thôi. Về cơ bản, Tân Sửu không thể thay đổi bất kỳ điều gì trong quá khứ cả, nên đấy chỉ là một câu hỏi giả định để Tân Sửu ngẫm xem. Nếp gấp hay ngã rẽ đưa cuộc đời Tân Sửu suy tàn là cái đoạn nào? Chỉ có vậy, vì không thể thay đổi quá khứ nên Tân Sửu chỉ có thể chấp nhận hiện tại. Vui mừng với con người mình ở thời điểm bây giờ, bao điều trải nghiệm Tân Sửu đã có, bao khúc chít vướng mắc mà Tân Sửu đã trải, là cơ sở để hình thành nên cá tính nhân cách nhận thức của bạn ở thời điểm bây giờ. Dựa theo cung chiếu mệnh, mới đây nhất, các bậc thầy tử vi đã luận đoán ra được lá số tử vi của những người sinh năm 1961, tuổi Tân Sửu, đúng tháng 12 âm lịch, vận cát hung trên tất cả các phương diện của cuộc sống, để bản mệnh có thể nắm bắt được thiên cơ mà tránh xa điềm dở, đổi vận giàu sang, ấm no phú quý trong suốt những tháng ngày tiếp theo của cuộc đời. Không để cho quý vị phải chờ đợi lâu thêm nữa, ngay sau đây là nội dung chi tiết, xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Dự báo chính xác tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961 tháng 12 âm lịch, vét cạn lộc trời, phủi sạch vận xui, đổi đời ngoạn mục, cuối năm phất nhanh như gió, tiền bạc nhét chật két. Thưa cô bác Tân Sửu, nhiều người nghĩ đến tuổi gần 60 là đã đi gần đến cuối đường đời, thế nhưng ít ai biết rằng đây là thời điểm vàng nếu tận dụng được vận may và tránh xa ba điều cấm kỵ này, cả đời tuổi Tân Sửu sẽ sống trong an nhàn sung sướng hết phần đời còn lại. Hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi vào nội dung chi tiết ngay sau đây nhé. Tiếp theo là vận trình tổng quan 4 phương diện người tuổi Tân Sửu 1961 trong tháng 12 âm lịch năm 2023. Bước sang tháng 12 năm 2023 âm lịch, vận trình của người tuổi Tân Sửu có thăng có trầm, tuy mức độ không đáng ngại, nhưng vẫn không thể chủ quan kẻo tình hình trở nên gay go hơn. Đặc biệt khi đây đang là tháng chạp, thời điểm năm hết Tết đến, bạn nên thận trọng hơn để mọi việc được hoàn thành một cách ổn thỏa, yên tâm đón Tết.
Sự nghiệp vừa có nguyệt lệnh lâm quan đới hậu thuẫn, lại vừa chịu tác động bất lợi từ hung tinh thái tuế, nên cơ hội để chứng tỏ năng lực không thiếu, nhưng kèm theo đó cũng là những sự ganh đua, ghen ghét, thị phi từ tiểu nhân hoặc đối thủ. Vì là tháng cuối năm nên cảm giác tất bật sẽ hiện rõ, bạn có thể sẽ phải làm thêm giờ hoặc mang việc về nhà để giải quyết. Hiệu suất có tốt hay không còn tùy thuộc vào sự tập trung và nỗ lực của bạn tới đâu. Gặp khó khăn cũng đừng vội vã từ bỏ, bởi công sức mà bạn bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng. Về tiền bạc, người tuổi Tân Sửu trong tháng này tốt nhất nên kiểm soát việc chi tiêu của mình. Tết nhất có nhiều thứ phải sắm sửa, nhưng đừng quên kinh tế của bạn vẫn cần phải cố gắng nhiều, nên chưa thể phung phí ở thời điểm này. Làm ăn hồn hạp nên tìm hiểu kỹ kẻo bị lừa gạt. Thời điểm cuối năm đây là khoảng thời gian khá bận rộn của Tân Sửu, cũng chính vì lý do đó mà con giáp này có thể không kiểm soát được cảm xúc của mình mà cáu giận vô lối, khiến cho mối quan hệ tình cảm trở nên lạnh nhạt. Bạn nên cố gắng giữ gìn hòa khí để đón một cái Tết thật ấm cúng. Trong tháng này, sức khỏe của Tân Sửu cũng cần được quan tâm nhiều hơn. Cuộc sống bận rộn khiến bạn dễ bỏ bê việc chăm sóc cơ thể, càng không có thời gian để rèn luyện thể dục thể thao. Tuy nhiên, bận rộn chỉ luôn là cái cớ. Nếu bạn không xây dựng lối sống khoa học thì sẽ chẳng có đủ thể trạng sung mãn để làm điều mình muốn. Về phương diện tài lộc, tử vi tháng 12 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch cho thấy, tuy công việc vẫn còn nhiều mối lo toan sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới thu nhập của bạn. Bạn cũng có thể cảm thấy vận may không ở bên mình, nhưng yên tâm là về mặt tài chính thì vẫn ổn, đủ để chi tiêu cho bản thân và gia đình trong tháng cuối năm với đủ chuyện phải lo này. Tháng này dù Tân Sửu không có tài tinh chiếu mệnh, nhưng tình hình tài chính không quá ảm đạm, cũng bởi bạn luôn có những khoản tích lũy dự phòng. Nên kể cả không có khoản thu đáng kể vào trong tháng này, thì mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Tới cuối tháng, người làm công ăn lương có thể sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi các khoản lương thưởng Tết bắt đầu đổ về túi. Tình hình khó khăn sẽ được giải quyết phần nào, bạn cũng có thêm khoản tiết kiệm cho các kế hoạch sau Tết. Với người kinh doanh, tình hình buôn bán tất bật trong cả tháng Chạp đòi hỏi bạn phải có sự thích nghi nhanh chóng, luôn quan sát biến động thị trường để kịp thời đưa ra phương án điều chỉnh phù hợp, có như vậy lợi nhuận mới đổ về túi. Song tuổi Tân Sửu cũng đừng vội đưa ra những quyết định đầu tư vội vàng, dù lúc này nóng lòng muốn gia tăng tài sản, thu nhập thì vẫn phải đợi thời điểm thích hợp hơn. Bạn nên học cách đánh giá tình hình cẩn thận và khôn ngoan hơn, do là tháng cận kề Tết Nguyên đán nên nhu cầu sắm sửa tăng cao, bạn tốt nhất nên kiểm soát việc chi tiêu của mình. Tết nhất có nhiều thứ phải sắm sửa, nhưng đừng quên kinh tế của bạn vẫn cần phải cố gắng nhiều, nên chưa thể phung phí ở thời điểm này. Làm ăn hồn hạp nên tìm hiểu kỹ kẻo bị lừa gạt thời điểm cuối năm. Về phương diện sự nghiệp, xem tử vi tháng 12 năm 2023 âm lịch, hay còn gọi là tháng Cổ Mật, người tuổi này được dự báo phải đối mặt với nhiều biến động trong chuyện công việc. Vận trình tháng mới có thăng có trầm, đòi hỏi bạn phải thận trọng và nỗ lực nhiều hơn mới mong tìm được hướng đột phá cho mình. Tuy có nguyệt lệnh lâm quan đới, nhưng mức độ ảnh hưởng chưa cao, nên con giáp này vẫn phải tự thân vận động, bỏ ra nhiều sự cố gắng hơn chứ không thể dựa dẫm vào vận may. Thời điểm cận kề đón Tết, bạn tốt nhất nên hoàn thiện mục tiêu đã đề ra, làm tốt nhiệm vụ được giao, thay vì chạy theo quá nhiều lĩnh vực cùng lúc. Vì là tháng cuối năm nên cảm giác tất bật sẽ hiện rõ, hiệu suất có tốt hay không còn tùy thuộc vào sự tập trung và nỗ lực của bạn tới đâu. Đừng vì ham công tiếc việc mà ôm đồm nhiều thứ, vì bạn sẽ không thể làm xuể vào tháng này, nên hạn chế xử lý những việc lớn. Đặc biệt, tháng này là tháng Ất Sửu, người tuổi Tân Sửu chịu tác động bất lợi từ hung tinh thái tuế, thêm cả thiên quan nhập mệnh, xuất hiện điềm báo có thể bị ganh đua, ghen ghét, đặt điều thị phi từ tiểu nhân hoặc đối thủ, do đó bạn càng nên thận trọng hơn để mọi việc được hoàn thành một cách ổn thỏa, yên tâm đón Tết. Tháng này, bạn có thể sẽ phải làm thêm giờ hoặc mang việc về nhà để giải quyết. Gặp khó khăn cũng đừng vội vã từ bỏ, bởi công sức mà bạn bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng. Nếu có thể kiên trì tới cuối tháng, bạn sẽ được đền đáp xứng đáng và nhận những lời khen từ cấp trên, có thể bạn còn được một phần thưởng hậu hĩnh nữa đấy. Tuy nhiên, hãy cẩn trọng trước lời nói và biết kiểm soát cảm xúc của mình, không nên tự cao quá mức để tránh những rắc rối không đáng có. Về phương diện tình duyên gia đạo, tháng Chạp là khoảng thời gian khá bận rộn của Tân Sửu, cũng chính vì lý do đó mà con giáp này có thể không có thời gian để vun vén cho chuyện tình cảm cá nhân. Mối quan hệ nguội lạnh, vợ chồng dễ có sự xa cách, những khúc mắc trong công việc cũng khiến trạng thái tinh thần của bản mệnh trở nên rất nhạy cảm. Nếu không kiểm soát được cảm xúc của mình mà cáu giận vô lối, sẽ khiến mối quan hệ tình cảm khó bền vững. Đặc biệt, với người đã kết hôn, bạn nên cố gắng giữ gìn hòa khí để đón một cái Tết thật ấm cúng.
tình hình cũng không khá hơn là mấy với người độc thân. Chuyện tình cảm vẫn chưa đâu vào đâu, rất khó nắm bắt, đa phần bản mệnh đều bận rộn với công việc, dành hết tâm trí cho mục tiêu phát triển sự nghiệp, nên không có thời gian và cũng chưa muốn mở lòng để đón nhận tình cảm mới. Một số người vì vết thương lòng quá lớn, tới mức khép chặt trái tim, sợ phải chịu tổn thương thêm lần nữa. Về phương diện sức khỏe, trong tháng này, sức khỏe của Tân Sửu cũng cần được quan tâm nhiều hơn. Bước vào tháng 12, thổ khí cực vượng, khiến thể trạng và tinh thần bạn trở nên yếu hơn bình thường. Cuộc sống bận rộn khiến bạn dễ bỏ bê việc chăm sóc cơ thể, càng không có thời gian để rèn luyện thể dục thể thao. Tuy nhiên, bận rộn chỉ luôn là cái cớ. Nếu bạn không xây dựng lối sống khoa học, thì sẽ chẳng có đủ thể trạng sung mãn để làm điều mình muốn. Bên cạnh đó, bạn cũng nên chú ý tìm cách giải tỏa tinh thần để hạn chế tình trạng quá tải vì đầu óc mải lo nghĩ công việc và các vấn đề trong cuộc sống. Thưa quý cô bác anh chị, chỉ còn khoảng hơn một tháng nữa là chúng ta đã khép lại một năm 2023 dài đằng đẵng. Đối với Minh Đường Tử Vi thì năm qua khá nhiều may mắn. Nhờ được các thầy tử vi dự đoán được tương lai, nên biết tránh những họa hại vận vào mình, nên cũng bớt phần đen đủi. Không biết quý cô bác anh chị Tân Sửu 1961 có ổn không ạ? Hãy bình luận xuống bên dưới video để Minh Đường Tử Vi được biết nhé. Trước khi đến với chi tiết từng tuần trong tháng 12 âm lịch này, Minh Đường Tử Vi xin gửi tới một đoạn chưa đầy đủ lắm về năm 2024 của quý cô bác anh chị tuổi Tân Sửu 1961. Vậy năm 2024 này là hung hay cát? Xin hãy đến với phần luận giải sau đây của Minh Đường Tử Vi nhé. Tuổi Tân Sửu là những người có ngày sinh dương lịch từ ngày 15 tháng 2 năm 1961 đến ngày 4 tháng 2 năm 1962. Cầm tinh con trâu, thiên can tân, kết hợp với địa chi sửu, mang ý nghĩa, lộ đồ chi ngưu, trâu trên đường. Nam mạng Tân Sửu 1961, mệnh thổ, bích thượng thổ, năm 2024 là năm Giáp Thìn, cầm tinh con rồng, mệnh hỏa. Xét về ngũ hành, mệnh hỏa của năm tương sinh với mệnh thổ của tuổi, thiên can tân bình hòa với năm giáp, địa chi sửu xung với thìn, như vậy tổng quan năm 2024 của tuổi nam Tân Sửu có hợp, có xung. Trong 12 con giáp, Tân Sửu là những người điềm tĩnh, chăm chỉ và thật thà, mệnh chủ có cái nhìn xa trông rộng trước một vấn đề nào đó, không dễ dàng bị cám dỗ bởi những lợi ích trước mắt. Nếu trong năm 2024 này, mệnh chủ giữ được sự bình tĩnh, kiên trì, nỗ lực của mình trong công việc thì sẽ gặt hái được những thành quả nhất định. Bên cạnh đó, năm 2024 cũng là một năm đề cao sự an toàn đối với nam mạng, tuổi Sửu 1961. Bản mệnh làm gì cũng cần lập kế hoạch cụ thể và sự chuẩn bị trước, không nên hấp tấp, vội vàng đưa ra quyết định. Trong năm 2024 này, công việc của nam mạng tuổi Tân Sửu sẽ có nhiều chuyển biến mới. Mệnh chủ là người làm việc chăm chỉ, cần mẫn, không ngại gian khổ nên lúc nào cũng được trọng dụng. Năm 2024 cũng là thời điểm Tân Sửu nam mạng học tập để nâng cao năng lực chuyên môn. Bất kỳ ai cũng có thể học, người nông dân học để tìm thêm giống cây trồng, giống vật nuôi mang hiệu quả kinh tế, người làm tự do học để quản lý công việc tốt hơn. Học tập là việc cả đời, chỉ có việc không ngừng theo đuổi kiến thức mới mang tới thành công. Tuổi Tân Sửu nam mạng là người sống giản dị, mộc mạc, không bị chi phối nhiều bởi tiền bạc vật chất, họ làm việc chăm chỉ cần kiệm với việc chi tiêu. Ít khi nam tuổi Sửu 1961 chi tiền mạnh tay vào một việc gì đó, hoặc phải suy nghĩ rất kỹ mới quyết định chi tiêu tiền bạc. Vận tài chính trong năm 2024 của nam mạng tuổi Tân Sửu không có nhiều thay đổi so với năm cũ, vì thế nếu tiếp tục lối sống tiết kiệm, giản dị, thì mệnh chủ sẽ có một khoản tiết kiệm trong năm này. Nam tuổi Tân Sửu là những người sống giàu tình cảm, biết quan tâm tới người khác nhưng lại ít khi thể hiện điều đó ra bên ngoài. Trong chuyện gia đình, mệnh chủ có phần nghiêm khắc, sống có kỷ luật và đạo đức. Trong năm 2024 này, nam mạng tuổi Sửu 1961 có nhiều thời gian hơn dành cho gia đình. Mệnh chủ có thể chia sẻ truyền đạt những kinh nghiệm sống của mình cho con cháu để mọi người có thêm bài học và kiến thức bổ ích. Ở độ tuổi này, sức khỏe của nam mạng Tân Sửu đã có nhiều thay đổi, có thể xuất hiện các dấu hiệu lão hóa cơ thể. Năm 2024 mệnh chủ nên duy trì các thói quen tốt cho sức khỏe như tập thể dục, thiền định, ăn uống đủ chất, nghỉ ngơi điều độ. Nếu có một sức khỏe tốt thì tinh thần lúc nào cũng tỉnh táo, tâm trạng thư giãn, ít nóng nảy. Trong năm 2024, Tân Sửu nam mạng nên có kế hoạch thăm khám sức khỏe định kỳ, như vậy sẽ sớm nhận biết sự thay đổi trong cơ thể, nếu có bệnh tình thì cũng được chữa trị kịp thời.
Trong năm 2024, nữ tuổi Tân Sửu sẽ có nhiều cơ hội thực hiện những dự định của bản thân đặt ra. Là người ưa sự an toàn, nên mệnh chủ không có những thay đổi nhiều về công việc. Năm nay Tân Sửu nữ mạng sẽ phát triển dựa trên những nền tảng đã có từ trước. Năm nay bản mệnh đặc biệt có duyên với các hoạt động công cộng, thiện nguyện. Nữ mạng tuổi Sửu 1961 sẽ có cơ hội gặp gỡ nhiều bạn bè mới, kết giao được với nhiều người cùng chung lý tưởng sống. Bản mệnh hãy tranh thủ quãng thời gian này để giúp đỡ được nhiều người, làm được nhiều việc tốt. Trong năm Giáp Thìn, nữ mạng tuổi Tân Sửu vẫn duy trì những công việc cũ, mọi việc dường như đã đi vào quỹ đạo, không có nhiều thay đổi hay biến động. Về cơ bản, Tân Sửu nữ mạng đã thành thục, làm quen với các việc này. Trong năm 2024, bản mệnh cứ tiếp tục phát huy sở trường của mình. Nếu có cơ hội gặp gỡ những đồng nghiệp mới, nữ Tân Sửu hãy tranh thủ để học hỏi thêm kinh nghiệm và kiến thức từ họ. Những người trẻ tuổi thường làm việc rất sáng tạo, nhiệt huyết và có nhiều năng lượng. Đây cũng là điều mà ở độ tuổi này Tân Sửu nữ mạng đã khó duy trì được, có một công việc ổn định. Nên nguồn thu của nữ tuổi Sửu 1961 khá tốt. Nếu trong năm 2024 này, mệnh chủ vẫn duy trì thói quen tiết kiệm quản lý chi tiêu tốt, thì sẽ dành dụm được một khoản tiền cho mình. Ở độ tuổi này, mệnh chủ cũng nên có kế hoạch dự trữ các khoản tiền để phòng trừ tương lai tuổi già, thận trọng với những thói quen hoang phí tiền bạc hoặc những lời mời đầu tư lợi nhuận lớn rủi ro cao. Nữ mạng tuổi Tân Sửu là người coi trọng gia đình, lúc nào cũng quan tâm tới con cháu, vì vậy mệnh chủ cũng nhận được sự yêu thương, quý mến, kính trọng của những thành viên trong gia đình. Năm 2024 này, mệnh chủ hãy tiếp tục là người kết nối tình cảm trong gia đình, sống chuẩn mực để làm gương cho con cháu. Gia đình có hòa thuận thì mới tích được nhiều phước khí, chẳng vậy mà cổ nhân xưa có câu, gia hòa vạn sự hưng. Bước sang tuổi 64, nữ mạng Tân Sửu nên chú trọng tới sức khỏe của mình nhiều hơn, mệnh chủ nên đi khám định kỳ, duy trì thói quen sống lành mạnh để có một sức khỏe tốt, đồng thời giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ tích cực thì sẽ có tác dụng kéo dài tuổi thọ. Trong năm 2024, Tân Sửu nữ mạng có thể tham gia các lớp tập thể dục dưỡng sinh, yoga, thiền định để tâm thanh tịnh, an lạc, duy trì lối sống lành mạnh, nói điều hay, làm việc tốt, như vậy không những cải thiện chất lượng sống mà còn tích đức cải vận. Và bây giờ xin mời quý cô bác anh chị tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961 đến với luận giải chi tiết từng tuần trong tháng 12 tháng cuối cùng của năm 2023 nhé. Tử vi tuần 1, tuổi Tân Sửu tháng 12 âm lịch 2023. Tuổi Tân Sửu tuần mới gặp phải thái tuế và hữu bật nên có một vận trình đầy biến động. Nếu nói bạn gặp xui xẻo hoàn toàn thì không đúng, vì trong rủi bạn vẫn gặp may và hay được phước phần của bản thân gánh hạn cho. Đầu tuần nên tránh đưa ra bất kỳ quyết định quan trọng nào, trừ khi bạn có sự chuẩn bị kỹ, vì bạn có thể bỏ lỡ các chi tiết quan trọng, dẫn đến những sai lầm tốn kém. Không tham gia vào các cuộc thảo luận sôi nổi, nơi công sở và bịa đặt tin đồn, những điều này có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của bạn. Đặc biệt với những ai sắp được thăng chức, tốn tiền là do lắm bệnh, Tân Sửu hãy nhớ nghỉ ngơi đầy đủ để ngăn ngừa các vấn đề liên quan đến tuần hoàn não hoặc dạ dày. Bên cạnh đó, con giáp này đừng lái xe khi đã uống rượu bia, không vượt đèn đỏ, kiểu mất tiền cho công an giao thông. Rất may là bạn tránh được họa mất tiền, nhờ có ơn trên che chở dùm. Vận may tình cảm thấp, tinh thần áp lực do công việc quá nhiều, thường ảnh hưởng đến bạn đời hoặc các thành viên trong gia đình. Người tuổi Tân Sửu nên nhắc nhở bản thân quản lý cảm xúc, điều này sẽ giúp cải thiện vận khí và tạo dựng cuộc sống ổn định hơn. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt 7 đến 9 giờ. Màu sắc cát tường: xanh, vàng, quý nhân phù trợ: Sửu, Thân, Hợi. Con số may mắn: nam 5, 7, 33, 04, 52, nữ 8, 93, 16, 75. Tử vi tuần 2, tuổi Tân Sửu tháng 12 âm lịch 2023. Bách Việt cho thấy Tân Sửu khá may mắn trong công việc và nổi trội ở một số lĩnh vực nhất định, nhưng vẫn gặp ít chông gai cản trở trên con đường tương lai. Thật may mắn là bạn vẫn lạc quan và không lùi bước, sự nghiệp của bạn sẽ ổn định. Tân Sửu sẽ có khả năng làm chủ tình hình chung trong các cuộc họp với kỹ năng chuyên môn xuất sắc và đưa ra một bản báo cáo chói sáng. Điều này sẽ gây ấn tượng với đồng nghiệp và sếp của bạn. May mắn là những người đang theo đuổi thành tích cuối năm sẽ có bước tiến mới và hoàn thành suôn sẻ những nhiệm vụ quan trọng. Đầu tuần là thời điểm may mắn về tiền bạc của đương số, do có tam hội cục dẫn đường chỉ lối, vận may về tiền bạc đang trên đà phát triển, tuổi này sẽ thu được về không ít tiền từ việc ngoại giao. Xử lý lùm xùm rắc rối với khách hàng cực khéo,
Bên cạnh đó, người kinh doanh được khách thương nên số tiền thu về cũng tốt hơn hẳn so với tuần cũ. Tình duyên may mắn viên mãn, hội độc thân có thể chủ động mời người mình thích đến một quán cà phê đặc biệt trò chuyện để gần nhau hơn. Nhiều người cứ nói thật thà thường thua thiệt, nhưng với Tân Sửu thì khác, tuần này bạn vẫn sống rất bình an, cùng sự chân thành của mình, mặc cho cuộc đời giả dối. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt 9 đến 11 giờ, màu sắc cát tường, đen, tím, quý nhân phù trợ, Tý, Sửu, Tỵ, con số may mắn, nam, 5, 4, 22, 74, 16, nữ, 2, 59, 76, 42. Tử vi tuần 3, tuổi Tân Sửu tháng 12 âm lịch 2023. Tân Sửu có một tuần sáng lạn nhờ có thiên đức cát tinh phù trợ, công danh sự nghiệp của con giáp này đi lên trông thấy hơn cả mong đợi, và đường tiền bạc cũng phát đạt không kém. Những người làm kinh doanh hoặc các công việc liên quan đến kinh doanh phải chăm sóc khách thật tốt, thân thiện, ân cần, vì chỉ cần bạn có thái độ tốt, khách hàng sẽ sẵn sàng chi rất nhiều tiền cho bạn. Người làm công ăn lương có thể phát huy hết khả năng của mình, đồng thời bạn cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ từ mọi phía, khiến bạn càng trở nên mạnh mẽ hơn để giật giải cuối năm. Khi đi xe đạp hoặc lái ô tô trong tháng này, bạn nên cố gắng tránh lái xe trong những con hẻm ngoằn ngoèo, nhớ giảm tốc độ và không đi quá nhanh, nếu không sẽ dễ gặp tai nạn và mất tiền. Tuy nhiên, may mắn cho Tân Sửu là tiền đi rồi sẽ về, bạn chớ lo nghĩ nhiều, bạn giỏi kiếm tiền và đầu tư khôn ngoan, giỏi xoay việc nên mọi đồng tiền bạn bỏ ra vô cùng đúng đắn và sáng suốt. Cuối tuần là thời điểm mà đường tình cảm của con giáp này vượng nhất nhờ tam hội cục nâng đỡ. Trong khoảng thời gian này, xung quanh bạn sẽ có rất nhiều người cần sự giúp đỡ, họ có thể là người thân, bạn bè hoặc đối tác trong công việc. Họ sẽ tìm đến bạn để được giúp đỡ và hy vọng rằng bạn sẽ giúp họ. Hãy chân thành và là một người cao thượng đối với người khác, những nỗ lực của bạn sẽ không bao giờ vô ích. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt 19 đến 21 giờ, màu sắc cát tường, xanh dương, bạch kim, quý nhân phù trợ, Tý, Tuất, Hợi, con số may mắn, nam 4, 79, 42, 95, nữ 2, 77, 51, 25. Tử vi tuần 4, tuổi Tân Sửu tháng 12 âm lịch 2023. Tuổi Tân Sửu không mấy vui vẻ trong tuần mới, do ảnh hưởng xấu của hung tinh Bạch Hổ, bạn cần điều chỉnh lại tâm trạng của mình và hạn chế nổi nóng. Dẫu biết rằng cuộc sống hiện tại của bạn không hề dễ dàng, nhưng việc cáu gắt chỉ làm mọi thứ tệ hơn mà thôi. Đầu tuần công việc của con giáp này nhiều vô kể, bận tối mặt, nhưng may mắn là càng về cuối tuần càng tốt lên, nhờ tam hội cục chiếu cố, làm bất cứ việc gì. Gặp khó khăn là chuyện bình thường, không gặp khó khăn mới là bất thường, nên chớ vội nản chí. Sắp tới có sự phát triển ổn định, bạn chỉ cần tiến bước theo kế hoạch công ty đã đề ra và tuân theo sự sắp xếp của cấp trên. Nếu gặp khó khăn bạn đừng lo lắng, có thể nhận được sự giúp đỡ từ các đồng nghiệp xung quanh. Ví sẽ trống rỗng, khuyên bạn nên thận trọng và thận trọng trong việc sử dụng tiền trong tuần mới này. Thời cơ chưa đến nên không thích hợp để có bất kỳ dự án đầu tư, hùn vốn làm ăn nào. Nếu không cẩn thận, nhiều người còn mất tiền oan cho kẻ xấu. Dù bạn thông minh nhanh nhẹn, nhưng không tránh khỏi những lúc sơ suất khiến bản thân bị sa ngã. Nếu mỗi ngày trôi qua bạn đều có thể nhắm mắt và ngủ ngon trên chiếc giường của mình, thì đó chắc chắn là một ngày hạnh phúc. Tuần này Tân Sửu không nên cầu cho bản thân được yêu đương nồng nàn. Thay vào đó bạn hãy cầu sức khỏe, bạn nên chú ý đến chất lượng giấc ngủ, không nên thức khuya vì rất dễ bị đau đầu, đau dạ dày hoặc tiền đình. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, xám, đỏ, quý nhân phù trợ, Hợi, Dần, Mùi, con số may mắn, nam 5, 1, 33, 91, 38, nữ 57, 14, 80. Nhân sinh cảm ngộ. Những câu nói hay về cuộc sống giúp ta thêm nghị lực. Khó khăn nhất trong đời không phải là lúc không một ai hiểu ta, mà là khi ta không hiểu chính bản thân mình. Sở dĩ con người sống không vui vẻ, không hạnh phúc, nguyên nhân chủ yếu nằm ở ba thói quen. Nếu đã quen với những thói quen này, hãy bỏ ngay. Quen phóng đại hạnh phúc của người khác, quen phóng đại đau khổ của bản thân, quen lấy đau khổ của bản thân ra so với hạnh phúc của người khác, lấy khuyết điểm của bản thân ra so với ưu điểm của người khác. Bớt lo, bớt sầu, đừng phiền, đừng não là cách giúp cho ta bớt được nhiều bệnh. Hạnh phúc là được là chính mình, bạn không cần phải được thừa nhận bởi người khác, chỉ cần chính bạn thừa nhận mình là được rồi.
Nếu bạn cảm thấy không hài lòng ở một nơi, bạn sẽ cảm thấy không hài lòng ở mọi nơi. Chẳng có nơi nào bên ngoài làm bạn khó chịu, nơi khó chịu nằm bên trong bạn, cội nguồn của tình yêu nằm sâu trong mỗi chúng ta. Vì vậy, chúng ta có thể mang niềm vui và hạnh phúc tới cho người khác. Mỗi lời nói, mỗi hành động, mỗi suy nghĩ của chúng ta có thể mang đến sự đau khổ hay hạnh phúc cho mọi người. Niềm hy vọng là điều rất quan trọng. Nó giúp cho hiện tại bớt khắc nghiệt. Nếu ta hy vọng rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn, ta sẽ chịu đựng được khó khăn của hôm nay. Nhiều người cho rằng sự náo nhiệt là hạnh phúc, nhưng khi quá náo nhiệt, sẽ không có bình yên. Hạnh phúc thật sự dựa trên sự bình yên. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc, bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.